Hey, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ đây. Hôm nay mình đã quay trở lại với Mini World rồi đây. Ở tập trước các bạn, sau khi mà mình kết thúc cái series Mini World sinh tồn thì mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ đến từ phía các bạn. Các bạn đã cho mình rất là nhiều like ở cái video trước. Ở video trước mấy bạn mình nhận được tới tận 400 mấy, gần 500 like luôn. Đó chính là nguồn động lực khiến cho mình tiếp tục quay trở lại với Mini World. Và ở tập trước cũng như là những tập trước đó nữa thì có rất là nhiều bạn kêu mình là chơi thử những cái mini game ở trong Mini World đó bạn, xem coi như thế nào, có hấp dẫn hay không. Thì mình đã quyết định lên thư viện để mà tìm, thì mình đã tìm thấy cho mình một cái map có tên là Zombie World V2. Các bạn chắc là biết, cũng biết cái map này ha. Cái map này thì mình thấy cũng có lâu lắm rồi, cho nên là chắc các bạn cũng biết. Thì cái map này thì mình sẽ vào vai của một anh chàng quân đội và tấn công những cái lũ zombie ở phía bên ngoài hay gì đó, để mà cứu rỗi cái thành phố hay là một cái ngôi làng gì đó. Nói chung là mình cũng không rành về cái cốt truyện này lắm. Và nếu các bạn nào biết có những cái map mini game nào đó bạn hấp dẫn, thú vị thì hãy để lại cho mình comment phía bên dưới. Và nếu như các bạn thích những cái video mình làm, những cái video về những cái mini game á, thì hãy để lại cho mình một like ở phía bên dưới. Và tốt hơn nữa thì các bạn có thể share cho bạn bè cùng xem, để giúp cho mình cái kênh mình phát triển hơn, để mình có thể làm thêm nhiều, hoặc nhiều video, hoặc là nhiều video cho bạn cùng xem ha. Và hy vọng đó rằng là cái video trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ cũng đạt được 400 like như cái video sinh tồn của mình ha. Nếu mà đạt được 400 like thì mình sẽ tiếp tục làm những cái video tiếp theo về mini game hấp dẫn hơn, thú vị hơn nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường đi tìm. Thì ở đây thì mình có một cái anh chàng trong quân đội nè bạn, cầm cây súng rất là xịn sò. Và mình thi vô game đó thì mình cho được cái này gì đây, trứng sinh vật Turret. À, đây là một cây súng Turret. Vào 20 cái này là cái kêu là cái hộp hồi máu đó các bạn. Cái hộp hồi máu như là một cây súng Turret, có thể đặt xuống dưới đất hay gì đó. Nói chung là Turret thì đặt xuống dưới đất. Còn ở đây ở đây thì mình có một cái rương chứa đồ nè bạn, UMP 45 và có những cái dòng chữ hình như chữ Thái Lan ở phía bên dưới hay gì đó. Nói chung là chữ Thái Lan ha. Cái map này chắc là được tạo ra bởi một người Thái Lan hay gì đó, cho nên toàn là chữ Thái Lan không à. Ở đây thì mình có cái súng Uzi nữa nè, lấy luôn, lấy theo cho mình. Ủa, đây là một bộ giáp bằng da. Bộ giáp này mình sẽ mặc bộ giáp này vô để mà chuẩn bị lên đường ha. Lên đường mình sẽ là một anh chàng, sẽ ra phía bên ngoài để mà tấn công. Thì ở đây mình thấy có cái này là gì đây? À, một cái xe tăng bạn ơi, một cái xe tăng bằng đá. Xe tăng bằng sắt, ở đây là sắt nè, ở ngoài này là bằng đá. Xe tăng bằng đá ha. Ở đây là một cái checkpoint thì hai gì nè, cái checkpoint chắc. Ở đây thì mình có thể vào ở trong mà kiểm tra xem có cái gì ở trong này hay không. Ở trong này là một cái anh quân đội. Thì mình có thể lấy tìm những cái hộp và giết zombie và tìm những cái hộp để lấy súng hay gì đó. Rồi, cảm ơn anh. Ở bên đây, ở đây mình có lấy súng được hay không? À, đây mình không có đập và lấy súng ra được hả bạn. Ở đây chỉ ở chỗ mà trưng bày thôi. Và mình có cái giường đây. À, đi ngủ thôi nè bạn. chưa làm gì hết mà đã đòi đi ngủ. Rồi, trời sáng rồi. Ở đây thì mình có một cái máy tạo ra oxy. Ui, cái này là làm cho đẹp hay cái gì đó. Máy bơm oxy hay gì đó thôi. Nói chung là bây giờ thì đây là cái cửa đi ra đó bạn. Dắt cái súng lên và chuẩn bị bắn. Bắn súng mấy con zombie này rất là đã luôn. Mà tại sao nó không có thèm nhìn tới mình gì hết vậy? Nó lo ủi vô trong đó không mày ơi, nó không thèm tấn công mình luôn kìa. Ây da, ui quá. Ủi thật sao rất là đông luôn. Rồi thôi chưa gì hết, mình đã bị tụi nó dồn vô chân cồn rồi. Ở phía bên đó thì nó đang bu vô cái anh quân đội ở phía bên kia ha. Cái anh quân đội canh gác cửa bên kia kìa, anh nói không chịu bắn hả nè. Đứng có bắn luôn nha. Mình tính nói anh là không bắn á, mà nay có bắn nè. Bắn đi anh ơi, anh bắn đi chứ. Cái con zombie này nó đứng thấp quá là sao á, không thấy cho nên là không bắn. Rồi, chuyển hướng phát rồi. Ui rồi, ở phía sau. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá chỗ này xem coi như thế nào nha. Ở đây mình có một cái đường hẻm đi vô nè. Cái đường hẻm này chắc là đường hẻm cục và không có gì hết. Đi ra phía bên ngoài thì mình sẽ, hồi nãy là có một cái anh trong kia hướng dẫn cho mình là mình có thể tìm những cái hộp để lấy đồ. Cái này là bảng số nhà hay gì đó, 1/3. Rồi, zombie nữa nè. Mấy con zombie này nó rất là khát máu luôn, nó thấy mình là nó kiểu auto tấn công luôn bạn. Ở phía bên kia thì mình cũng có những ngôi nhà mà mình thấy là hình như có hàng rào, cái hàng rào bằng sắt hết rồi. Ủa, nhà đóng cửa hết rồi sao mà đi vô đây. Ủa, sao cái map này nó lắc quá ha. Sẽ giết hết cái đám zombie này cái đã. Wow. Ui đông vậy. Lấy Uzi ra bắn. Uzi bắn nhanh hơn nè bạn. Lấy Uzi bắn nhanh hơn ha. Lấy cái Uzi ra bắn nhanh hơn, mình sẽ thay đạn cho hai cây cùng một lúc bạn. Lát nữa thì đổi qua đổi lại ha. Ở đây là số nhà 1/4 mà tiếp theo đi tiếp. Ở trước thì mình có một cái hàng rào bị cản lại rồi. Và có một cái cầu vượt ở phía bên trên là phía bên trên là có máy bay trực thăng hả gì đó. Đúng rồi, máy bay trực thăng bạn ơi, mình thấy nó xây cánh kìa. Bên đây là mình có một cái công viên và đây thì có một cái bảng chỉ đường quẹo vô. Đây là checkpoint thì vậy, checkpoint. Đó, đi vô trong này.
Đường đi vô trong này, đây rồi, một cái căn hẻm và bên đây mình có một cái cần gạt. Đó, lấy cái cần gạt. Thì trong này mình không có lấy được cần gạt, và đây thì là một cái cửa sắt thì đâu có mở được đâu. Và mình nhìn thấy trong kia thì có zombie luôn. Ở đây thì không có mở được. Ồ, đó ra là không mở được. Mình qua phía bên kia đường xem coi có gì ha. Ở đây thì có một cái cầu vượt này, không có đi qua được, cái hàng rào đã bị cách ly rồi bạn ơi, cái thành phố này đã bị ui, nó bắn mình, nó bắn mình chứ. Bắn đâu. Này sao mà đi. Đó này. Mấy con zombie nè, nó mặc đồ vàng nè. Ở bên đây thì mình có một cái cửa mở này bạn, một cửa sắt mở ha. Thì mình có thể vào trong để mà kiểm tra. Ở đây hình như là phòng thí nghiệm hay gì nè. Ở đây là phòng thí nghiệm SCP, SCP thí nghiệm SCP hả? Ở đây cũng là SCP và nghiên cứu những cái con. Wow. Cái con gì đây, khủng long à. Cái con này cái con gì á? Trời ơi, hàm răng đó bạn. Trời ơi, hàm răng. Và nó có gai ở trên lưng nữa nè, ghê không? Trời ơi. Và ở phía bên trong này, ở phía bên trong này không? Phòng thí nghiệm không có gì hết bạn ơi. À như vậy là cái cửa này nó bị mở, chắc là mấy con đó nó bị trốn thoát ở phía bên ngoài rồi đó. Trốn thoát ở phía bên ngoài nó cắn con người cho nên là đã thành một cái thành phố zombie luôn rồi. Trời ơi, cái phòng thí nghiệm này ghê quá. Ở bên đây mình có đường đi lên nữa cho bạn, đi lên trên lầu thử coi có gì ha. Đi lên trên lầu. Và ở phía trong này, có gì luôn. À, cần gạt đây rồi bạn ơi. Cái cần gạt thì mình ship là có gì không? Cần gạt thì mình có thể qua phía bên kia. Qua phía bên kia thì để có thể qua phía bên kia đó bạn, qua phía bên kia ha. Qua phía bên kia để mình mở cửa. Và bên đây thì ở bên trên là mình có một cái sân bay này, không biết có lên trên đó được hay không, mà mình thấy có cái máy bay ở phía bên trên á. Tới đây thì có cái phòng nào nữa hay không? Ở đây là đường đi xuống và bên đây mình có những căn phòng nữa nè. Bên đây chỉ có cái gậy sắt thôi ha. Có một cái đường. Ska đó bạn. Ska lấy cho mình hai cây luôn. Hai cây để bắn cho nó đã. Bên đây AK-47. Wow, đã chưa? Chúng súng xịn rồi. Rồi bắn ca thử nha. Có thêm nữa này, 30 hộp hồi máu luôn, đã. Bắn thử nha. Bắn đã đó. Thì coi đam thử coi. Đam cây ca thì có 26 thôi bạn, còn AK thì có 30. AK bắn mạnh hơn. AK bắn mạnh hơn nhưng mà nó bắn hơi chậm ha. Mình thấy đó là nó bắn hơi chậm hơn là cây ca. KL nè, đó. SK này là bắn nhanh hơn nè, nó bắn nhanh hơn nhưng mà đam thấp hơn ha. Mình thấy con quái gì màu vàng ở phía bên kia các bạn. Vậy là mấy cái con ở trong phòng thí nghiệm các bạn nó trốn thoát ra nè. Đó, cái hình hồi nãy mình thấy ở ngoài cửa nó đây nè, bắn nó được luôn à. Đứng bên này bắn, làm gì tôi đứng lên tôi bắn nè, tức chưa. Đứng bên đây mình bắn qua bên kia chết luôn. Bây giờ mình sẽ vô trong thử xem. Lấy cái cần gạt ra chứ, quên nữa. Lấy cái cần gạt ra để vô bật xuống. Đó. Bắn liền. Ui. Đấy này rồi, nó đây nè bạn. Ôi, hết hồn. Trời ơi. Nó xuất hiện rồi bạn. Cái con đó là một trong những cái con ở trong phòng thí nghiệm á. Ôi, đông kìa. What? Ôi. Ui, nó đông. Giết hết tụi nó kìa nè. Ồ, cái map này rất là thú vị luôn ha. Chúng ta có thể tấn công zombie rất là đã tay, cầm súng bắn tụi nó nè. Rất là đã tay. Bạn nào biết mà cái map, những cái map đó bạn có thể mà đi cảnh như vậy nè. Đi cảnh như vậy thì hãy giới thiệu cho mình nha, để mình có thể vô chơi thử và làm video cho bạn xem. What? Ở phía bên kia mình thấy có cái con khủng bố hơn, bự hơn nữa bạn ơi. Hồi nãy là mình thấy cái con 4 chân, bây giờ thì mình thấy có cái con 2 chân. Mà 2 chân thì nó bự hơn cái con 4 chân nữa. Ôi, hết đạn. Cái AK bắn đó. AK thì đam sẽ cao hơn. Và mình thấy có cây súng nữa bạn. Bắn zombie có thể rớt súng nữa nè. Súng này là M4A1 hả? M4A1 đâm. Ui da. Lo nhìn súng. Ôi, lo nhìn súng. Ôi, nó di chuyển nhanh lắm các bạn ơi. Ôi, nó di chuyển rất là nhanh với hai chân. Nó di chuyển rất là nhanh. Mình sẽ hồi máu cái đã. Zombie nó spawn ra nữa nè. Ăn máu vô. Zombie nó cũng có thể spawn ra nữa chứ. Giết luôn. Thôi mình sẽ đi nhanh nhanh một chút, bởi vì zombie nó khỏi spawn ra đó bạn. Ở đây là cái cầu vượt, có thể đi qua phía bên kia, nhưng mà mình đi hết phía bên này cái đã. Khám phá. Ở đây bị bít rồi. Đi khám phá cái đường bên đây rồi, lát nữa thì mình sẽ qua phía bên kia sau ha. Khám phá bên này trước rồi đã, để mà đi lung tung các bạn. Đi lung tung thì mình sẽ bỏ lỡ những cái thứ hay ho ở trên cái map này cũng nên. Cho nên cứ đi từ từ thôi. Đây thì nó chỉ vô trong nè. Đó. Một cái con ở trong này, và hai con luôn. Ôi, tiếng âm thanh gì ghê quá vậy. Ở trong này mình có cái rương, khui hàng. K98. Có K98 luôn bạn. Có cả K98 luôn. Wow. Mới cầm cái súng lên mà nó nghe nó hai đạn nghe đã tay thì chứ, bắn thử ăn. Có nòng nhắm luôn bạn, có Scott luôn. Scott này chắc là Scott 8 hay gì nè, bắn thử nha. Ra phía bên ngoài này bắn thử. Bắn thử, canh vô đầu nó bắn nè bạn. Bùm chéo, ôi bắn một phát không chết kìa. Bắn hai viên nó mới chết bạn ơi. Cây Scar này khá là cùi ha, bắn vô đầu một phát không chết. Rồi phải bắn hai viên, phải bắn một phát chết luôn nó mới đã chứ, bắn cái này có hai phát luôn. Không được đã tay cho lắm. Đây mình có thể bắn từ xa mà nó không biết gì hết luôn. Bắn hai phát rồi, bắn càng đi bạn, chơi càng nhiều cho nó vui ha, chơi lùa một đống là bắn cho nó vui nè. Đó,
Mình có nhiều súng lắm, có thể đổi qua đổi lại bắn. Bắn không sợ hết đạn. Hai đạn trước cái đã. Phải hai đạn trước nha, phải chuẩn bị đạn trước chứ không là hết đạn là toang luôn á. Mấy con zombie này nó mà phay lại là nó đánh cũng đau lắm á. Thì mình có một con zombie ở trong quân đội nè. Vậy là mấy anh ở trong quân đội cũng bị zombie, nó bị mấy con quái đó bạn. Nó cắn và biến thành zombie nè. Ô rớt súng, rớt súng, rớt súng, rớt súng. Lụm súng luôn. Thì mình sẽ không sử dụng mấy cái súng phọt phạch này nữa mà mình sử dụng M4A1 luôn, bắn cho nó đã này, nó xài toàn súng xịn luôn. Hai đạn cho hết, để đầy đạn lại. Ở đây mình có 50 trên 0 viên mà hai hoài không hết luôn. Đạn ở trong cái map này coi như là nó vô hạn luôn bạn. Ở bên đây thì mình có ngôi nhà nè, quên nữa, quên kiểm tra mấy ngôi nhà. Thì ngôi nhà này mình thấy là không có cái gì phía bên trong hết. Cửa thì nó bít rồi hết rồi, không có cho vô. Vậy là cái ngôi nhà này coi như là xây dựng cho đẹp thôi ha. Không có đường đi vô. Còn ở phía bên này thì mình thấy là hình như là cũng không có đường vô. Ở đây mình có con cầu thang. Có một cái cầu thang để đi lên phía bên trên. Ở phía bên kia cái con quái bự các bạn, hai con luôn. Và ở dưới này, à ai à, đứng như dưới này, đứng như này làm gì được ai đâu. Mình đứng trên này mình sẽ bắn hết. Ở đâu đâu đâu, con quái bự bạn. Con quái bự nó nghe tiếng súng của mình, nó chạy lại nè. Nó cũng đứng ở dưới thôi chứ nó làm gì được mình đâu. Đứng dưới này rồi, bắn cho tới chết luôn. Và một con ở dưới này nữa nè, bắn luôn. Bên đây hay mày, đứng canh cửa hả, canh cửa nè. Bắn cái con quái bự luôn cho chắc nha bạn. Thử cái Ska thử nha. Mình sẽ thử cây này xem bắn bao nhiêu viên nó chết. Một viên nè, hai viên, ủa trúng không vậy, ba viên nè, bốn viên, à bốn viên ca là nó sẽ chết. Hai đạn cho hồi. Quân đội rớt súng luôn, lụm súng luôn. Thì cái KL này, thì cái Ska này thì có 26 thôi, và cây này thì 28, ngon hơn bạn. Xài cây này ngon hơn ha, xài ba cây luôn, xài ba cây M4A1 luôn, bắn cho nó đã. Cái AK thì đam nó cao hơn, nhưng mà đam cao thì nó lại bắn chậm đó bạn, thì nó cũng bù lại cũng vậy ha. Ở trong này thì đi rất là lằng nhằng. Mình có cái cần gạt nè, cần gạt này ảnh hưởng gì vậy, không nghe tiếng gì hết à, không có nghe tiếng. Ở trong này không có gì hết, có cái rương mà lừa quá à. cái rương đồ lừa, không có gì trong này hơn luôn. Trong này nữa nè, rồi xong, xếp lại một cái là có gì, không có gì luôn. Nói chung là mấy cái rương này chỉ lừa thôi ha, để cho mình vô mình kiểm tra cho vui thôi chứ không có mẹ chậm hết. nó lại gần, nó tấn công mình nè, giết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để khám phá cái map này. Cách là phải vừa đi vừa tiêu diệt mấy con zombie, bắn hết tụi nó. Clear cái map này luôn bạn. Không biết có clear cái map này được hay không, nhưng mà mình thấy là nó có spawn nó thêm á. Đi tới đâu rồi nó spawn nó thêm tới đó, có chỗ thì nó spawn, có chỗ thì không. Chắc là nó spawn theo kiểu như con quái á ha. Ui. Từ từ anh ơi, từ từ. Hết đạn nữa chứ, đang đúng lúc hết đạn thì nó lại quỷ ra phía bên ngoài. Ở trong này là, trong này coi nhìn ra, nhìn tấm bảng hiệu coi có gì. Bên kia là Big C hả, có chữ C. Ở phía bên này là chắc là siêu thị Big C này, mình thấy trong này bán đồ nè. Như bán bánh gì nè, bánh snack hay bánh gì, ôi. Trong này là chắc là siêu thị bán đồ, bạn thấy cái kệ hàng ha. Kệ hàng bán bánh là bán cái gì đây. Cái này là cái gì nhìn cũng khó hiểu lắm, không biết cái gì nữa. Ở trong này có rất là nhiều zombie, mình sẽ lên trên khám phá xem có gì ha. Ở đây mình có cái rương và có cái cần cầu dao. Cầu dao dẫn điện lên phía bên trên, không biết có ảnh hưởng gì phía bên trên. Gà quay thơm để ăn. Mình có cái turret này nãy giờ quên xài nữa ha. Lát nữa thì tìm chỗ nào đông đông quái thì mình sẽ đặt xuống cho nó bắn. Bây giờ sẽ lên trên. Ủa quái nữa nè. Ở trong này thì mình sẽ giết hết quái để mình đi tìm đồ trong này. Ở trong siêu thị chắc là chỉ có đồ ăn thôi ha. Mình thấy có gà quay thì chắc là tiếp theo cũng có thịt thà gì đó, thịt gà quay, thịt thà gì đó. Ở đây thì mình lại có một cái cầu thang. Nước ép dưa hấu, đĩa trái cây thơm, ăn luôn, lấy heo ăn luôn. Ở đây thì tiếp tục bật lên, đường điện lại dẫn lên phía bên trên. Ui, hết hồn. Cái anh quân đội đã bị thành zombie. Ở đây là một cái cầu thang để đi xuống, và đây là Bixi, đúng rồi, siêu thị Bixi nè bạn. Bên đây thì mình có cái cầu thang dẫn vào phía bên kia thì nó đã bị khóa lại rồi. Ở đây thì nó có một cái hàng rào bạn, hàng rào bằng sắt để cách ly ra ha, cách ly hai cái khu phố ra. Còn ở đây thì mình có một cái đường nhảy xuống. Mới đi cái bìa rớt xuống dưới luôn bạn. Rớt xuống phía bên dưới luôn rồi. Đây là cửa nè bạn, cửa vô ha. Ở trên này thì mình có cái cầu thang để nhảy xuống. Ở đây thì trời tối luôn rồi, giết hết mấy cái zombie này các bạn. Buổi tối thì không biết là zombie nó có spawn ra hay không. Ở bên kia mình có một cái con zombie khổng lồ nữa kìa, con quái khổng lồ. Lấy Ska, lấy K98 mà bắn đó. Một viên nè, test lại ha, hai viên nè ha, ba viên, vậy là bốn viên rồi bạn ơi, bốn viên nó mới chết nha. Bốn viên chết, đúng là bốn viên thôi bạn, bắn bốn viên là nó sẽ chết ha. Rồi, cố gắng né mấy con zombie này ra đi, né mấy con zombie ở trong ra đi bạn, bắn hết mấy con ở ngoài đường. Mấy con ở trong chắc là nó không nhìn thấy mình đâu, nó chỉ thấy mấy con ở ngoài nè. Mình đi tới đâu là nó thấy tới đó thì nó sẽ tấn công mình.
Còn mấy con ngoài đường thì chắc không sao. Thay đạn cái đã. Có nhìn thấy hay không vậy? Cố gắng đi lén lén qua một chút. Đó, chúng ta đã đi qua được đó. Ui, nó thấy rồi kìa. Nó dí mình kìa. Ô, mình đã tới chỗ rồi bạn ơi. Mình đã tới trung tâm căn cứ hay gì đây. Mình đã tới được nơi an toàn. Và trong này thì có rất là nhiều. Ui ơi, anh da đen bằng anh da đen một mắt có cây AK luôn. Nhìn rất là ngầu luôn. Ô, có bán đồ hay không? Ô, có thể nói chuyện với anh ấy nè bạn. I want. Ô, nhiệm vụ. À, tự động hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng. À, nhận nhiệm vụ. Ô, hoàn thành nhiệm vụ, mình có thêm. Mình có cái gì nè? Có cây Goya nè bạn. Ô, Goya đã quá vậy. Goya 33 đam luôn. Wow, bắn thử nha, bắn thử nha. Hai đạn cái, bắn thử. Ô, Goya bắn hơi chậm nhưng cái được cái đam rất là cao ha bạn. Cao hơn AK luôn. Và đây thì mình có thêm nhiệm vụ gì nữa hay không? Nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm hoài được hoài luôn bạn ơi. Làm hoài được hoài luôn ha. Rồi mình sẽ đi nói chuyện với những anh khác coi xem có gì hay không. À, anh nữ quân nhân đây. Cô gái nữ quân nhân. Ở đây thì mình không nói chuyện được ha. Không nói chuyện được. Ở đây cũng không nói chuyện được luôn. Ở phía bên này cũng không nói chuyện được luôn. Như này mình chỉ có thể nói chuyện được cái anh một mắt ở phía bên đây thôi. Cái anh một mắt phía bên đây cho mình cái súng rất là xịn luôn. Bây giờ mình đi uống nước đi hấu vô nè. Ăn đĩa trái cây chứ. Đó, ăn đĩa trái cây thì mình sẽ thêm giáp. Có thêm giáp để đi lên trên này khám phá. Ở trên này do là buổi tối đó các bạn cho nên là tối thui thui. Wow. Hệ khống laser bảo vệ map các kiểu nè. Nhảy qua. Ây da. Ây da. Nói chung là cái laser đó cũng không thành vấn đề với mình. Và ở đây hình có một cái hành lang. Cái hành lang chạy dài qua phía bên kia thành phố. Ừ, vậy là bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bên kia thành phố nha. Đi qua phía bên này thành phố luôn còn có gì. Ở trên này có cầu thang đi lên nữa nè. Đi lên luôn. Đi lên trên này thì trên này là hết đường đi rồi. Bít rồi bạn ơi. Trên này là bít rồi ha. Trên này chỉ là một cái tầng phụ thôi. Nó là bít rồi làm cái cầu thang cho nó có thôi chứ nó cũng không có gì đặc biệt trên này. Và mình sẽ đi xuống phía bên dưới. Đi qua phần thành phố ở phía bên kia xem. Đây là cầu thang đi xuống nè. Đó, chúng ta sẽ đi xuống. Đi xuống này luôn. Oh man, ở đây. Ở đây bị bít rồi bạn ơi. Ở đây bị bên cái tòa nhà bên đây thì bị bít rồi. Không có đường đi lên đi xuống cũng không có đường đi ra luôn. Vậy là mình cần phải quay trở lại. Nhanh chóng quay trở lại. Phải đi đường hàng rào. Leo hàng rào quá. Leo hàng rào quá mới qua được. Ở đây thì mình sẽ vòng trở lại và quay trở lại đường cũ thôi. Ở trên này kiểu như đi lên trên này để khám phá thôi chứ cũng không có gì đặc biệt hết ha. Không có cầu thang dây nè, đi xuống cho nó nhanh. Ở đây có nói chuyện được hay không? Không. Ở đây thì có thể nói chuyện nè. Don Juan và Hai Juan thì có thể lấy được nhiệm vụ nè. Đó, nhiệm vụ tự hoàn thành, nói chung là không cần làm gì hết cũng hoàn thành đó. Ở đây thì mình có thể leo cầu thang ra phía bên ngoài. Mình sẽ chuẩn bị sẵn trong người mình một cái turret đi ha. Nếu ghép chưa hấu thì có thể cắt vô phía bên trong nè. À, lấy một cái turret ra đặt ở phía chính giữa này thử xem như thế nào. Đó, bắn đi. Ồ, nó bắn kìa bạn. Nó đã bắn. Bắn thật Sida như vậy. Nó bắn nhiều quýnh nè bạn ơi. Ok. Ok, nó gật đầu kìa. Nó mỗi lần nó gật đầu xuống thì mấy con quái nó sẽ bị mất máu ha. Rồi mình sẽ lấy cây Goya ra bắn thử. Wow, Goya rất là mạnh luôn nè. Trời ơi, Goya bắn rất là đã tay, rất là mạnh. Mỗi tội nó rất là chậm, nó ra đạn hơi chậm một chút. Mấy con này sợ quá. Mấy con này sợ quá, úp mặt vô tường luôn nè. Giết luôn. Rồi cái cây này có lấy lại được hay không? À, không có lấy lại được bạn ơi. À, mình có thể đập nó. Có thể đập nó. À, đập nó mất máu thôi à chứ mình không có lấy lại được. Rồi tiếp tục đi thôi. Mình sẽ khám phá cái hàng phố bên đây coi có cái gì. Rồi hết đạn. Ở phía bên trong này mình có thêm một cái con quái nữa kìa. Giết hết mấy con quái này ở trong này luôn, giết luôn. Ở bên đây thì mình cũng có thêm một cái công viên ha, một cái công viên cây đào này, có những cái ghế để ngồi. Nói chung là xây dựng cũng khá là đẹp trong cái map này. Khá là thú vị trong cái map này. Bây giờ hình sẽ vô trong. Một con quái đứng bự chà bá luôn. Mình sẽ cố gắng tìm cách để mà vô trong những cái ngôi nhà này xem trong những ngôi nhà này có cái gì. Ở đây thì mình có cái cửa sắt thì không có vô được và cố gắng nghía vô trong. Ở trong thì chống bóc chống bơ không có gì hết luôn. Ở trên này cũng vậy, không có cái đường hết. Ở đây là cái đường đi nè bạn, cái cầu thang, cầu vượt bị khóa hồi nãy nè. Ở đây thì mình chỉ có đường đi xuống thôi. Nói chung là mấy cái nhà này không có vô được. Ở bên đây thì có một cái cửa sắt và bên trong. Wow. Ở bên trong mình có người ngoài hành tinh hả gì bạn ơi? What? Có kìa, ôi ghê không? Ôi nãy giờ không đi ấy. Nãy giờ không đi ấy. Một bầy quái đi sau lưng mình luôn. Có cả khịa mình nãy giờ. Xém chết, không để ý chắc là mình chết luôn rồi đó. Mình sẽ ăn cho hồi máu nè. Ở trong này mình thấy có những con quái và có một cái chết boy ở phía bên trong. Và những con quái ngoài hành tinh. Cái con quái đó là con quái mới đó bạn, nãy giờ chưa gặp ha. Nãy giờ chỉ có gặp mấy con bốn chân với lại mấy con đứng thẳng bự chà bá thôi. Oh man, ở bên kia mình có một con gì xanh lè bự chà bá luôn kìa. Mình sẽ giết bớt ha. Giết bớt mấy con zoom này cái đã. Người khổng lồ đẹp, màu xanh bạn ơi, người khổng lồ da xanh. Trời ơi, nó trâu kìa. Ôi, hết đạn. Từ từ anh ơi. Boss, con này chắc... Ây da, con này chắc là boss này bạn ơi. Ây da,
nó rất là trâu và tay nó rất là dài. Lấy cà là bắn đó, lấy cà là bắn đó. Mày hả mày, không có nhắm gì tầm này hết á, bắn luôn. Để dù bắn luôn, ây da. Ôi, nó đánh rất là xa và rất là trâu. Rồi chết. Nó đã chết bạn ơi. Bắn luôn, không cần nhắm luôn nè. Để chúng mình xỉa cho nó nhanh. Đi ca bắn chậm quá. Trên cái phố này thì nó đông hơn cái đường phía bên kia luôn. Cái đường bên đây nó nguy hiểm hơn cái đường phía bên kia. Đường ở phía bên kia thì mình có mấy con quái bình thường thôi, còn bên đây mình có nguyên con boss màu xanh bự chà bá luôn. Ở trong này không có mở cửa được. Hồi nãy là phía bên này. Ở phía bên này thì mình có cái cầu ở phía bên trên đó bạn. Chắc là phải vô trong được một trong những căn nhà này thì mình mới có đường đi tiếp ha. Chứ ở ngoài này là mình thấy là không có đường để đi vô rồi. Còn là những cái cửa sắt không à. Cái cửa sắt và mình có duy nhất một cái cần gạt thôi. Một cái cần gạt ở phía bên kia. Và khi mình đặt ra thì mình có đập được hay không? Câu hỏi là được có đập được hay không nè. Mình sợ là không có đập được các bạn. Mình thấy là ở trong này thì không có đập được block rồi. Và khi mà đặt ra thì của mình đặt ra đó thì mình không biết có đập được hay không. Lấy kilo da bắn cho nó nhanh. Bắn cho nó. Ôi con quái bự chà bá ở trong luôn kìa bạn. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách thay đạn cái đã. Thay đạn cho nó ngon lành hết rồi mình sẽ vô ha. Đó, thay đạn hết tất cả mọi thứ. Rồi, vô. Ở trong này mình có con quái bốn chân nè, tỉa nó trước. Tỉa nó trước. Đó. Và con quái khổng lồ. Con khổng lồ da vàng, hai con luôn bạn. Ôi ơi. Hai con luôn, lấy đồ da ra bắn. Đi hụt lùi hả mày, đi hụt lùi nè. Còn nữa thêm con quái bốn chân nữa. Mấy anh trong quân đội nữa nè. Còn zombie da xanh nữa nè. Bắn luôn. Có rất là nhiều súng, bắn cũng khá là dễ ha. Tấn công vô phía bên trong luôn. Lùi vô phía bên trong luôn mày. Lùi vô phía bên trong tấn công cho nó nhanh. Rồi rồi rồi, hết đạn. Lấy AK ra bắn luôn. Rồi còn có ba con à. Trời. Rất là đơn giản luôn. Ôi mình còn có 33 máu kìa. Ăn cái mình máu vô. Thì cái con gà này được cái gì đây? Ăn thử gà vô nha. Ồ, ăn gà vô thì mình sẽ được chạy nhanh nè. Đã. Chạy nhanh thì như vậy thì nó làm sao mà nó bắn tấn công mình được. Trời, quá đơn giản luôn. Rồi, chết rồi. Ở đây là một cái như là một cái nhà thờ ha. Một cái nhà thờ đứng trên đây là phát biểu nè. Rồi ở đây không có gì đặc biệt hết, không có cái gì hết. Mình chỉ có một cái checkpoint duy nhất. Mình thấy rồi, mình thấy có một cái cửa dưới này nè bạn. Một cái cửa đi xuống dưới lòng cống. Hiện ra là cái đường này có thể qua được cái những cái ngôi nhà kia thì phải. Ở dưới này thì mình có những con quái nè. Mấy con quái bốn chân đó. Nó đã chui xuống phía bên dưới này. Nó ở dưới cống. Ở đây thì xa quá lấy càng ra bắn. Hết đạn nữa chứ. Ui. Bắn một phát nè, đổi cái súng này ra bắn cho nó nhanh. Nó không xuống nước được các bạn ơi, nó sợ nước kìa. Nó sợ nước và các con kia nó đang bơi kìa. Khi nó xuống nước nó không có di chuyển được. Nó như mấy con động vật đó ha. Vậy là nó được từ mod từ những cái con động vật nè. Cho nên là khi nước xuống nước thì nó di chuyển rất là chậm luôn. Mình không có sợ nó. Ở đây thì mình có thể đường lên nè, có đường lên nè. Chắc là qua được cái căn nhà tiếp theo rồi. Người ngoài hành tinh đây rồi. Người ngoài hành tinh đây rồi bạn ơi. Tự tấn công. Nó mạnh quá. Mình không để ý ống máu của mình. Thế là mình đã bị chết rồi. Mình hồi sinh ở đâu đây? Hồi sinh là chỗ quân đội rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng vòng lại cái chỗ căn nhà của người ngoài hành tinh nha bạn. Thì đi nhanh nhanh thôi. Nếu mà mình chết thì mình cũng không có mất đồ gì hết. Nói chung là còn y hết tất cả mọi thứ. Bộ giáp của mình vẫn còn. Nó chỉ bị hư một chút thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng quay trở lại. Ok, và tình hình là mình đã tới được cái đường cống rồi đó bạn ơi. Mình đã tới được cái đường cống và đang di chuyển tới chỗ cái cầu thang. Cầu thang này hồi nãy là mình leo lên bạn. Vừa leo lên thì bị mấy con quái ngoài hành tinh nó tấn công chết luôn. Và bây giờ thì nó vẫn còn ở đây. Nó vẫn còn ở đây và hai con luôn bạn ơi. Hai con luôn. Ôi thôi. Ôi mấy con quái hành tinh nó trâu lắm bạn ơi. Và đây là cái checkpoint nè. Thì mình phải cần kích chuột phải vô thì mới được bạn ơi. Mình cứ tưởng là leo lên đứng là được nhưng mà không phải, phải kích chuột vô mới được ha. Ở trong này thì mình có một cái cầu thang máy. Trước khi đó thì mình có một cái cầu thang bằng tay. Ở bên trong này thì đi cầu thang máy thì mình sẽ đi cầu thang máy cho nó xuống. Wow, xịn sò. Cầu thang máy lên tầng 2. Và trên tầng 2 này có gì? Có một cái cầu thang dây. Thì bấm nút bên đây chắc là đi lên nè. Đúng hay không? Cái nút màu vàng. Cái nút bằng gỗ thì đi xuống mà cái nút bằng đá thì đi lên. Nút bằng sắt hay nút này bằng sắt hay bằng đá không biết. Nhưng mà bấm theo cái nút màu trắng thì sẽ đi lên ha. Rồi kiểm tra tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo này thì mình có thể nhìn xuống được tầng dưới và cũng không có gì hết. Tiếp tục đi lên thôi. Trời ơi, mình nhìn lên phía bên trên mình thấy rất là cao phía bên trên luôn á. Ấy da. Ấy. What? Cầu thang bị lỗi bạn ơi. Tự nhiên cái bị đi xuyên qua block và té xuống phía bên dưới chết luôn. Nên là mình có sale cái là ở đây đó, cho nên là mình sẽ đi cầu thang dây đi. Mệt quá. Cầu thang si đa quá mà xịn sò quá, đi gì đâu mà mới đi lên chút xíu té cái bịch rớt chết. Đi cầu thang dây này cho nó chắc, chậm mà chắc hả bạn. Wow, ở trên này có một con zombie hai con luôn. Ôi, nó trâu lắm nha.
bắn từ con thôi, cố gắng bắn từ con thôi, chơi theo kiểu Assassin bắn từ con một đó. Nó không biết gì hết luôn, nó không biết lý do tại sao nó chết luôn kìa. Ở đây hồi nãy là mình bị té chết nè bạn. Thôi mình sẽ ở đây đó, ở đây mình không có cái nút bấm, không có thể nào lên tiếp tục đi lên phía bên trên được. Nhưng mà mình có cái nút đây rồi, đây rồi dễ ra phía bên ngoài này, có thể đi ra phía bên ngoài. Mình có những cái tấm bảng chỉ đường các bạn, cố gắng để ý những cái tấm bảng chỉ đường thì mình có thể đi lên phía bên trên thêm được nè. Và đây có một cái checkpoint. Mũi nhanh trong quân đội, zombie quân đội thì giết luôn mấy anh zombie quân đội này, thì chỉ có rớt được M4M1 thôi ha. Hai anh luôn nè, tấn công hai anh này nữa là xong rồi. Vậy là trên này là cái cửa, là cái cầu thang máy nè, đây nè, và có cái cầu thang bít rồi, cầu thang nó tưởng đi lên được nữa nhưng mà bít rồi. Đây là một cái cầu bắt qua bên cái nhà tiếp theo nè. Ủa ở trên này sao mà mình qua phía bên kia được, mình không qua phía bên kia được bạn ơi. Mình sẽ phải đi xuống dưới lại cái hầm cống. Cái hầm cống hồi nãy là mình nhớ là mình có một cái đường nữa đi tiếp, nói chung là đi tiếp có thể qua được cái nhà thứ hai đó. Bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng đi trở lại ha, quay trở lại với cái hầm cống nha các bạn. Rồi mình đã quay trở lại với cái hầm cống rồi bạn ơi, tiếp tục cái hầm cống thì ở dưới này thì mình lại ở dưới này thì mình bị cái cửa rào chặn lại rồi bạn ơi, không có làm gì được hết à, không có đi tiếp được ở đây rồi. Vậy là trên này cũng không có đường đi và dưới thì cũng không có đường đi. Thôi thì mình nhảy xuống phía bên dưới đi bạn ơi, nhảy xuống phía bên dưới nè, đó nguy hiểm chưa đó. Đi xuống đường tắt, đi ra ngoài bằng đường tắt rồi, hư giáp rồi, ăn hồi máu cái đó các bạn, ăn hồi máu cái đó. Hư cái gì rồi, hư bộ giáp luôn bạn ơi, banh nguyên một bộ giáp luôn rồi, nhảy mất máu banh luôn nguyên bộ giáp. Và dưới này thì mình thấy là cái căn nhà bên đây là mình không có vô được nè. Mình không biết cách nào để vô căn nhà này đâu, căn nhà này không có mở cửa, phải có cái cần gạt hay cái gì đó. Để phan mình sẽ quay trở lại cái chỗ mà có cái cần gạt đó bạn, đi vòng ở hướng nào đây, ở đây nhảy là được hay không, nhảy là được nè bạn, đi vòng lại cái chỗ cái cần gạt của mình á, cái cần gạt khi nãy xem rồi có lấy được cái cần gạt hay không nha. Ok đây rồi bạn ơi, ở đây rồi ha, cái cần gạt ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đập cái cần gạt này xem coi có lấy được hay không. Thì không có lấy được các bạn ơi, không có lấy lại được cái cần gạt ở đây ha. Vậy là cái cần gạt thi một thi đã đặt xuống thì không thể nào mà lấy lại được rồi. Vậy là mình không biết cách nào để mà quay trở lại leo lên phía bên trên cái tòa nhà ở phía bên kia các bạn, cái tòa nhà ở phía bên kia để mà khám phá cái máy bay xem coi nó như thế nào. Nếu mà các bạn nào có chơi trước cái map này, biết cách để mà khám phá cái máy bay ở phía bên trên á, thì hãy để lại cho mình comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi, những cái phần chơi về mini world và mini game á, thì hãy ủng hộ mình cách để lại cho mình một like phía bên dưới. Nếu như cái video này đạt được 400 like như cái video mini world sinh tồn của mình, thì mình sẽ làm tiếp những cái video khác về mini world và những mini game khác hấp dẫn hơn, thú vị hơn ha. Còn bạn nào chưa có đăng ký thì hãy để lại cho mình đăng ký ở phía bên dưới để nhận những video mới nhất, sớm nhất từ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.